Xin chào các bạn nhỏ thân yêu của chị Chim Xinh. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tô một bức tranh cát thật là xinh nhé. Đây là bức tranh cát về các sinh vật ở dưới biển. Chúng ta có những chú cá nhỏ nhỏ dễ thương và một chú rùa. Ở đây chị Chim Xinh có khá là nhiều màu cát để có thể hoàn thành việc tô màu bức tranh cát này. Chị sẽ giới thiệu cho các bạn nhỏ xem một chút xíu nhé. Đây, cát màu hồng. Chị có trộn vào đây những hạt kim tuyến lấp lánh. Ngoài ra còn có cả kim tuyến nữa nè. Wow, rất là đẹp ha. Cát màu xanh biển chắc chắn là sẽ cần cho bức tranh cát này rồi. Ngoài ra còn nhiều lắm các em ơi. Giờ chúng ta hãy cùng tô màu tranh cát với chị Chim Xinh nhé. We'll be right back.
Các bạn nhỏ thân yêu ơi, chị Chim Xinh đã tô xong bức tranh cát về các loài cá và động vật ở bên dưới đại dương rồi nè. Chúng ta có rùa, có cá. Những chú cá rất dễ thương, chị Chim Xinh đã sử dụng khá là nhiều màu sắc để tô bức tranh cát này. Gần như là chị đã sử dụng hết tất cả các màu cát ở trong bức tranh cát này luôn. Các em thấy bức tranh cát này chị Chim Xinh tô có đẹp không? Có ok không? Nếu đẹp, nhớ like video ủng hộ cho chị và đừng quên đăng ký kênh, nhấn vào cái chuông để nhận được thông báo mỗi khi có video mới. Có yêu cầu chị Chim Xinh tô bức tranh cát nào thì cũng nói cho chị biết với nha. Còn bây giờ thì chị xin chào tạm biệt các bạn nhỏ thân yêu và hẹn gặp lại các em trong video sau.